Redmi Note 12 Pro 4G và Redmi Note 12 Pro 5G rất là hot hit gần đây, và hai con máy này thì đều thuộc đại gia đình Redmi Note 12, chỉ chênh nhau hơn 1 triệu thôi. Vậy thì đâu là những cái điểm khác nhau giữa hai con máy này, và chúng ta có nên nâng cấp lên cái phiên bản 5G hay không, hay là chỉ cái phiên bản 4G là đủ rồi? Vậy thì ngay sau phần intro này mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Ok, let's go. Đầu tiên phải nói đến là về mức giá của cả hai con máy này, chênh lệch nhau không quá lớn. Redmi Note 12 Pro 4G thì sẽ có giá là 7.990.000, còn phiên bản tiền nhiệm Note 12 Pro 5G sẽ có giá nhỉnh hơn một chút, đó là 9.490.000. Vậy thì với cái sự chênh lệch giá cả như vậy thì điểm khác nhau giữa hai con máy này là gì? Hãy cùng mình đi tiếp nha. Cùng nằm trong phân khúc tầm trung, cho nên là thiết kế của cả hai con máy này, Redmi Note 12 Pro 4G và 5G đều được các tín đồ công nghệ đánh giá rất là cao và thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc máy này có cái thiết kế rất là hợp thời với thiết kế viền vuông vức, mặt lưng kính và khung viền nhựa. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái điểm khác biệt nhất định. Cá nhân mình thấy cái phần viền của Redmi Note 12 Pro 4G nó sẽ được bo cong mềm mại hơn một chút này. Mặt lưng của Note 12 Pro 5G là kính nhám, còn Note 12 Pro 4G là kính bóng, cho nên là nó sẽ dễ in dấu vân tay hơn một chút. Về màu sắc thì cũng khá là trendy nha. Hai cái phiên bản trên tay mình cầm đây đó là màu xanh. Tuy nhiên thì Note 12 Pro 4G nó sẽ đặc biệt hơn một chút. Màu xanh nói chung là rất là đẹp và lạ mắt luôn á. Nó có hơi dạng ombre một chút và có cả kim tuyến lấp lánh nữa. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn những cái phiên bản màu sắc khác, giống như là màu trắng hay là màu đen, cũng rất là đẹp nha. Cụm camera là điểm dễ dàng để phân biệt hai em này, khi mà Redmi Note 12 Pro 5G sở hữu cái cụm camera hầm hố hơn. Còn cái bản 4G thì nó sẽ mảnh mai và sexy hơn, phần camera thì cũng sẽ nhô lên hơn nha. Điểm khác lớn tiếp theo đó chính là về con chip. Đối với cái phiên bản 5G thì nó sẽ sở hữu con chip là Dimensity 1080, còn đối với cái phiên bản 4G thì là một con chip Snapdragon 732G. Vậy thì đương nhiên là con chip Dimensity 1080 nó sẽ mạnh mẽ hơn rồi, và mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy nhé. Và ở đây thì mình có cái bảng so sánh thông số về chip của hai con máy này. Nhìn chung thì Note 12 Pro 5G có cái thông số CPU, GPU và cả tốc độ RAM đều lớn hơn Note 12 Pro 4G, nhưng mà thì đấy cũng chỉ là những cái thông số thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thực tế và test luôn cho các bạn thấy rõ nha. Đầu tiên là về những cái trải nghiệm cơ bản, vuốt chạm, lướt web thì con Note 12 Pro 5G sẽ nhỉnh hơn, mượt mà và nhạy hơn rất là nhiều. Đó là minh chứng cho cái thông số CPU của con chip Dimensity 1080 này lớn hơn đó các bạn. Ok, tiếp theo thì mình sẽ test những cái tựa game nặng, và ở đây mình sẽ tạo link của mobile và PUBG Mobile nha. Cùng lúc mình sẽ vào game của hai con máy này, bởi vì Note 12 Pro 5G có cái tốc độ tăng tốc GPU là 900MHz, cho nên là cái tốc độ truy xuất vào game của con Note 12 Pro 5G nhanh hơn rất là nhiều luôn á. Đấy, các bạn cũng có thể thấy đấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi game luôn nha. Đầu tiên thì mình có chơi thử lên của mobile. Note 12 Pro 4G với con chip Snapdragon 732G thì cho ra đồ họa FPS sấp xỉ 60, gần như là thẳng tắp luôn. Trong suốt quá trình chơi, đặc biệt là lúc combat thì đồ thị vẫn rất là ok, mượt mà. Tuy nhiên các bạn chơi quá lâu thì nó cũng sẽ có cái tình trạng bị drop nhẹ, như là các bạn có thể thấy ở cuối biểu đồ như thế này. Tới Note 12 Pro 5G với con chip Dimensity 1080 thì cái trải nghiệm với con máy này cực kỳ tốt luôn, cho ra đồ thị với FPS hơn 61 luôn nha. Biểu đồ cũng gần như là thẳng tắp, không có bị drop quá nhiều, những cái chuyển động vô cùng mượt. Trong quá trình mình chơi thì máy cũng không quá nóng đâu. Còn về game PUBG Mobile thì Note 12 Pro 4G với cái đồ họa HD và tốc độ khung hình cao cho ra biểu đồ FPS sấp xỉ 30. Còn Note 12 Pro 5G đồ họa HDR, tốc độ khung hình cực cao cho ra biểu đồ FPS sấp xỉ 40. Đó, các bạn thấy được cái sự khác biệt chưa? Note 12 Pro 5G mình thấy nó vẫn rất trơn tru và mượt mà hơn nhiều, và cả hai con máy này nó sẽ bị drop nhẹ một chút. Tuy nhiên thì cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình chơi, vẫn rất là ok nha. Dung lượng lưu trữ của cả hai con máy này đều là 8GB và 256GB bộ nhớ trong. Xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc thì vẫn rất là trơn tru và mượt mà. Và các bạn cũng không phải lo lắng về cái việc mà lưu trữ dữ liệu hay là video hay là những cái tài liệu quan trọng, thoải mái luôn nha. Tóm lại, nhìn về thông số thì Dimensity 1080 nó vượt trội hơn hẳn so với Snapdragon 732G. Và trong cái quá trình mình chơi game, mình test game thì đó cũng là một cái minh chứng cho cái việc mà hiệu năng của con Note 12 Pro 5G này nhỉnh hơn hẳn so với Note 12 Pro 4G. Đấy, cho nên là các bạn có thể cân nhắc để đưa ra lựa chọn phù hợp chiếc máy nào với mình nha.
Camera cũng là một cái điểm khác biệt tiếp theo mà chúng ta cần phải so sánh. Đấy, nhìn qua thôi này thì các bạn cũng đã nhận ra được cái điểm khác biệt ở trên hai con máy này rồi. Như mình đã nói thì Redmi Note 12 Pro 5G nó sẽ có cái cụm camera hầm hố hơn một chút. Con máy này sẽ chứa hệ thống 3 camera sau với camera chính độ phân giải 50MP, camera góc siêu rộng 8MP, camera macro 2MP. Còn đây, Note 12 Pro 4G thì nhỏ gọn hơn nhưng mà chứa hệ thống 4 camera với thông số cực khủng. Cảm biến chính lên đến 108MP, góc rộng 8MP, macro 2MP và ống kính đo độ sâu 2MP. Ok, bây giờ thì mình sẽ so sánh những cái bức ảnh mình chụp bằng camera của hai con máy này cho các bạn thấy luôn nha. Một con máy chế độ 50MP và một con máy là 108MP. Các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt rõ rệt ở đây luôn. Ở Note 12 Pro 4G thì màu sắc ảnh có xử lý AI, tối ưu màu sắc và cho ra màu sắc khá là hài hòa. Còn với 5G thì xử lý ảnh quá gắt, màu sắc thì chưa được cân bằng này, có chỗ nó bị cháy sáng luôn. Tiếp theo đến với cái ảnh chụp xóa phông thì mình lại thấy con Note 12 Pro 5G được tái tạo chi tiết tốt hơn, chủ thể rõ nét hơn, không bị lẹm, màu sắc tươi hơn này. Còn với Note 12 Pro 4G thì chủ thể không được rõ nét lắm, những hậu cảnh thì xóa phông vẫn tốt nha. Chụp ban đêm thì mình lại thấy Note 12 Pro 5G làm tốt hơn hẳn khi mà cho ra ảnh với màu sắc được bật sáng lên hơn so với Note 12 Pro 4G. Chủ thể vẫn rất là rõ, không hề bị ảo nha, vẫn rất là lung linh đấy. Với cái chế độ quay phim thì đó, nhìn chung thì hai con máy này đều cho ra cái màu sắc video đẹp. Note 12 Pro 5G sẽ có màu sắc sáng hơn một chút. Và cuối cùng thì vẫn không thể bỏ qua được camera selfie. Cùng có thông số camera selfie là 16MP, cho nên là hai con máy này cho ra ảnh tương tự như nhau. Những cái đường nét trên khuôn mặt được làm rõ nét. Tuy nhiên thì Note 12 Pro 5G nó sẽ ngả vàng hơn một chút. Hai con máy này thì đều có những cái chế độ làm đẹp cơ bản thôi. Nói chung là mình cũng khá ưng ý với cái phần camera trước này. Tóm lại, khi mà so sánh camera của hai con máy này thì các bạn có thể thấy được rằng là cái Note 12 Pro 4G này nó có cái hệ thống camera khủng hơn hẳn, cho nên là những cái bức ảnh nó cho ra thì được tối ưu màu sắc hơn, rõ nét và hài hòa hơn. Nó chỉ thua cái con phiên bản 5G này ở cái phần mà chụp chế độ ban đêm thôi. Còn thêm một cái điểm mà khác biệt cuối cùng nữa, đó là khi mà các bạn đọc tên thì các bạn cũng đã nhận biết được rồi. Này, Note 12 Pro 4G, Note 12 Pro 5G thì đơn giản thôi, con này sử dụng được mạng 5G, còn con này thì không. Về phần màn hình thì hai con máy này đều sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét là 120Hz, những cái trải nghiệm vuốt chạm mượt mà ổn định như nhau. Nhưng mà với cái độ sáng 1100 nits thì Note 12 Pro 4G cho cái trải nghiệm khi sử dụng ngoài trời nắng vẫn sáng, ổn định và rõ hơn so với cái độ sáng là 900 nits trên Note 12 Pro 5G. Rồi, còn lại về viên pin thì hai con máy này đều được cung cấp một cái viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W, cho nên là cái khoảng thời gian on screen của nó cũng khá là lâu nha, thoải mái sử dụng cả ngày luôn. Thêm vào đó là có hỗ trợ sạc nhanh nữa, cho nên là chúng ta có thể tiết kiệm thời gian và rút ngắn được cái thời gian sạc pin lại. Sau khi mà so sánh những cái điểm khác nhau giữa hai con máy này thì chúng ta có thể nhận ra được rằng là mỗi con nó sẽ có một cái ưu điểm riêng, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc để lựa chọn giữa hai chiếc máy này. Thì đối với những cái bạn mà chúng ta cần một con máy có một con chip tốt, một con chip mạnh mẽ và chúng ta cần sử dụng đến cái mạng 5G, tại vì cái mạng này gần đây nó cũng rất là hot và sắp tới nó sẽ phát triển tại Việt Nam, thì chúng ta có thể chọn con Redmi Note 12 Pro 5G. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta có nhu cầu chụp ảnh và cần một cái chiếc máy có camera tốt và các bạn không cần thiết phải sử dụng mạng 5G thì chúng ta có thể chọn Note 12 Pro 4G để có thể tiết kiệm chi phí nha. Và mọi thông tin chi tiết hoặc là link tham khảo sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của Thế Giới Di Động nha.